Thí Liễu xin kính chào cô chú, anh chị và các bạn. Dạ con chào sư ông. Dạ có nhiều khán giả nhà con á, là nhờ sư ông chia sẻ về đạo mà tu giải thoát với sư ông. Cái chuyện tu tập mà cái con đường đạo á, dạ, mà tu mà giải thoát á rất là dễ đó. Nếu mà biết cũng như bằng đạo bây giờ, bởi vì dắt chúng sanh thì dắt khách ra phương dài đấy, là trên con đường tu tập thì bằng đạo dẫn dắt đấy, là cái gì bằng đạo mà dẫn dắt chúng sanh đây rất là dễ giải, rất là có thể hành đạo được, có thể tu tập được, chứ không phải như người ta mà nói cái chuyện đường đạo khó lắm, khó mà tu lắm. Nói là bằng đạo dẫn dắt người tu là nó không phải là tu để mà giải thoát, nhưng mình theo tu mà theo như cái sự hành đạo, cái pháp môn cũng như cái bằng đạo đây, thì nói là không có gì mình phạm pháp cả, không có gì tội cả, không có gì phải phạm tội cả, là mình khỏi cần ăn chay, khỏi cần ăn chay mà vẫn ăn uống bình thường cũng như cái hồi nào giờ vậy, cái người đời á, hồi nào giờ đó thì mình vẫn sinh hoạt bình thường, là mình ăn uống bình thường, nhưng mà cái tu là như thế này, tu là cái tâm của mình là mình hành đạo bước vào con đường, mình học đạo, mình tu, mình hành đạo là mình phải bây giờ những cái chuyện gì mình làm có tội mình đừng làm, những cái gì mình làm ác mình đừng có làm, mình làm được cái gì thiện mà làm, nói làm cái việc thiện nha, nó có nhiều cách, không phải là làm việc thiện là mình đem tiền mình bố thí gọi là làm cái việc thiện, không phải tìm thiền phố làm việc thiện, không phải mình cúng chùa hay là mình bố thí cho người cụ đuôi vẽ sức tật nguyện gì, là hay là bố thí cho tăng ni cái làm việc thiện, làm việc thiện là mình như cô đây nè thì cũng là làm việc thiện cả, cô làm những cái gì mình biết á, mình biết làm gì có tội, làm gì có phước là cô biết hết cả, thì làm gì có tội cô không làm. Đó là làm cái gì khác, đó là cái đạo hạnh của mình, cái đức hạnh của mình, cái pháp môn của mình, nó như vậy, đó là cái người tu. Mình suốt cuộc đời của mình bắt đầu từ đây, mình bắt đầu con đường tu tập, mình hành đạo thì mình không có làm cái chuyện gì có tội, là mình không làm những cái chuyện gì mà mình đừng làm, đừng có làm ai buồn, đừng có là tu, đừng có làm ai giàu, đừng làm ai khổ, đừng có làm ai cái gì mà phải ưu bi khổ não, đừng có làm gì ai phải khổ gì mình khổ cái gì cái khổ, đó là cái người tù, đó là mình tù, đó là như vậy đó. Chứ còn nói về họ không phải là tu mà bắt buộc phải ăn chay, ăn cái gì cũng được, không phải là ăn chay. Còn tôi nói cái ăn chay nó có một cái tai hại như thế này, là nó không bằng mình cái gì mình ăn cũng được, không có cửa kia là ăn chay. Khi mà mình ăn không có ăn chay thì mình ăn tất cả cái gì được, mình ăn toàn cái món ngon vật lạ, toàn cái vật bổ không à, mình ăn món vật bổ không à, là cô có một cái sức khỏe ghi gớm, là cô sức mạnh vậy lắm rồi, một cái sức khỏe của cô là mạnh giỏi, cô vẫn khỏe đầy đủ sức khỏe, đầy đủ cái sức mạnh là thì cô được tu tập có thể nó dễ dàng. Còn như gì cái người ăn chay, tôi cho là ăn chay nha, mà ăn chay mà bệnh hoạn, mình không có cái gì, có cái sức ổn ra, con người có sức khỏe, mình cũng không có bằng ai, không có được như người ta, không có được sức khỏe người ta mừng, mình không có được phần nữa người ta nữa, rồi cái con người của mình là mình phải sát hết ba, con người dân tộc ba, là mình không có cái sức khỏe, là mình nó biến chứng ra là phải bệnh hoạn đau ốm, đủ chứ bệnh hết cả. Đó là như vậy, là không còn cô có được tu tập, không còn gì nữa cả. Một khi mà cô mạnh khỏe, cô đầy đủ cái khỏe mạnh, cái sự khỏe mạnh của mình đầy đủ, có thể là cô có tháng này cũng như không có tháng này đó. Rồi cô mạnh khỏe, có thể cô tu tập, có thể cô đạt được ý muốn của mình, có thể muốn cái gì được cái đấy. Còn cái người tu tập là nó gì, kém sức khỏe mình cũng không bằng ai, còn tu tập cũng không bằng chung, mình cũng không bằng ai, rồi cái mình đào ốm bệnh hoạn còn gì nữa mà tu, còn chờ chết. Cô chưa thấy những nhà tu có bậc thầy chùa cô giáo bậc tăng đi,
ăn chay ăn cái gì bạc dạ chúng ta chẳng chẳng đi ra chẳng hạn đào ơn bình hoàng giết rồi chẳng hạn còn gì nữa tu hành nữa mình một điểm thứ nhất là cô phải mạnh giỏi một điểm thứ nhì nữa là phải có sức khỏe cũng như bận đạo nè nói về cái bậc tu bậc hạng tu chưa có người nào đi chứ bận đạo cả nói về hành đạo không có người nào mà rớt hết rồi không có nào được cả cỡ như bận đạo cả nói về tu người ta tu trong một thời kinh một ngày bốn thời chỉ là tối ngày sẽ đêm lo tu không một ngày bốn thời kinh mà một thời kinh chỉ là trong cái thời cúng là khoảng 15 phút bạn đạo phải ngồi 3 tiếng cô thấy sao 3 tiếng mà đâu nhớ khỏe bao nhiêu mà nó còn 15 phút là nó muốn chết rồi chiều sau nó muốn gãy rồi mình mấy về tay chân nó nhức mỏi nó không thể ngồi được rồi nó là như vậy bởi vì sức khỏe không có còn nói gì cái đau cái bệnh hoạn sức khỏe không có được đầy đủ thì còn gì nữa là thông minh trí huệ sáng suốt chịu đó không chừng cái đau trong mình á nó không được khỏe đó nó bứt rứt á nó khùng lên đó nó khùng nó điên lên suy nghĩ bậy bạ lắm còn gì nữa mà tu tập lấy gì mà cái thông minh trí huệ nó ở đâu còn gì nữa mà thông minh trí huệ còn gì nữa mà tinh tấn còn nữa mà huệ tâm huệ trí có ngu có khùng có điền có có trí có cái trí ngu á có cái tâm tánh ấy thì có khùng điên rồi có bạch trận có còn gì nữa cô thấy bằng đạo từ ngày cô biết bằng đạo tới gặp bằng đạo thấy bằng đạo có lúc nào khùng không là tại sao bằng đạo nếu mà bằng đạo bỏ nó pháp bằng đạo nó suốt chào chúng mời tiên nhật tối ngày thế này bằng đạo nói được chẳng nói được xin miếng xin đức cô đừng có cái dù lúc bằng đạo nó pháp cô đừng có đem cái gì uống đừng có đem cái gì ăn nói mà bằng đạo mở miệng đường nó pháp mà bằng đạo chỉ mày giọt miệng cái nó một cái là đứt phim rồi đó không còn gì nữa hả, không còn biết cái gì hết cái làn điện mất mẹ rồi cái luồng điện của hợp pháp là bắt rồi còn nếu mà bằng đạo ngồi đường nó pháp gì tại sao ngồi kia bằng đạo để đừng, cô đừng có mời ăn uống gì cả đừng ai nói gì vậy chứ mình ngồi lặng lặng mà nghe pháp đi thì bằng đạo nói suốt bằng đạo nói thao nó thao đi nó tối ngày nó nói được cái có pháp nó vậy còn nó đứt cái luồng điện rồi không biết ngồi gì trời trồng không biết gì nữa nhớ cũng không nổi nữa nó đi mất rồi cái luồng điện nó đi mất là mất luôn à cô bắt cái máy rồi cái luồng điện nó đi mất là mất luôn à không có trở lại được khó là chuyện gì chứ không phải là dễ có một bạn hỏi con là sư ông có biết về cao nhân ẩn danh trên núi Cấm không hả sư ông biết chứ biết rất rõ biết rất rành nhưng mà từ đó giờ sư ông có gặp được người đó nói chuyện với người đó không sư có ông? Gặp nè có gặp mấy ông nói vợ trong mình bằng đạo à qua gì hả sư ông có bây giờ chú cô muốn gặp cái này muốn gặp bằng đạo dẫn cho đi gặp bằng đạo không có làm bây giờ ai cũng muốn chứ ai cũng muốn bằng đạo dẫn dắt đi làm tôi biết gặp mấy ông đó nhưng mà là nhưng mà có không có làm giống như lời sư ông nói là có duyên mới gặp được đúng không sư ông cái duyên là dĩ nhiên rồi chứ không ai muốn gặp được là gặp bởi vì người ta ở là ta ở trong rừng trong núi trong cái chỗ không người ngàn năm khó bóng người tới luôn hoặc là có là chẳng qua cô kiếm mới gặp cô kiếm bên nơi nuôi cấm rồi cô kiếm nó cấm được nếu kiếm nuôi ông tô nuôi ông cai nuôi bà đậu nuôi này kia là không gặp vậy là những cao nhân ở núi ông cấm hết có người ta gặp rất nhiều rồi bần đạo cũng có tới rồi có gặp rồi là bần đạo mà đem gì ông về nhà mấy ông đó đem về nhà hết cả cái ông 115 tuổi đó ông chết rồi nhưng mà cũng có đem về nhà rồi rồi cái ông 110 tuổi đó bây giờ còn sống cũng đem về nhà rồi ông 105 tuổi ông 80 tuổi cũng đem về nhà bần đạo rồi bây giờ bằng đạo muốn cho cô thấy bằng đạo cho cô thấy là cô thấy ngay bằng đạo không cho cô thấy là không thấy nhưng mà cô nghe nói như vậy nè cô tìm kiếm khó mà gặp lắm nhưng mà cũng gặp nó là khó chứ không phải là không được nhưng mà cái như bằng đạo biết cái đường đi ông á chỗ mở á bằng đạo dẫn đi cái rác cái tới hoặc là bằng đạo đi bây giờ tới khoảng chừng tảng sáng thì đi khoảng chừng 3 giờ tới bây giờ cao nhân đó là xe du lịch
xe du lịch á, xe du lịch, xe bu kỳ á, xe mà 1 tỷ mấy đó, 1 tỷ 2 đó, là nó chạy được cả sáng này đi là 6 giờ chiều dịch ở đây, mà cho đi á, mà đi tới đây tới chỗ luôn, 6 giờ chiều này đi tới ông á, tới ba ông đó đó, có người tìm, rồi 6 giờ chiều dịch tới đây, dịch tới tại đây luôn, tới nhà luôn, có người tìm nhưng mà đâu không bao giờ thấy đâu xưa không, là cô nghĩ sao thấy được, Cái chợ thì cô thấy không biết bao nhiêu người. Còn người ta ở trong rừng mà. Còn biết cái núi cấm là nó lớn cỡ nào. Là khó, mà chỉ có một người đạo mà là, chứ phải như cái 100 cái ngàn ông chắc không gặp cái này cũng gặp người kia. Cái này có 3 ông mà. Có 3 ông. Giờ bây giờ thì bây giờ là còn 3 ông. Một ông 105 tuổi và một ông 100 tuổi và một ông 80 tuổi. Mà 3 ông đó đều bắt đầu là tu ẩn danh không đó hết xưa. Tu đó. Tu đó, tu là tu gieo. Dạ. Tu đó mặc dù tu kinh Phật, dạ, nhưng mà tu đó gọi là tu tiên á, dạ, đối với bằng đạo biết tu là tu hành tiên hết chưa, tu tiên tu như vậy đó nha, mà nói có người là không chết, cái người mình gọi là khuất bóng á, gọi là không chết, dạ, đó, như cái ông này nè, Tôn Bá Linh nè, không có chết, tu khuất bóng, bây giờ ông đạt đến liễu nhất chân nhân sao mà chết được, có thất thổ thấp những miền công mà sao chết được, muốn có không không thay hình đủ xác vậy, bây giờ cô gặp ông đây đưa nói ra vào đây, chút nữa cô đi về tôi gặp ông ngoài bến đò, ông nằm bài tải ngoài á, ông á chú hay á, nằm tôi nói ông chết mà nằm cái con ruồi nó bu nhóc hết trơn, là kêu bằng dòi lúc nhóc hết trơn, dòi nó là hai con mắt rồi miệng mờm dòi không. Cô không biết ổng đó. Dạ vậy thôi chứ không biết. Dạ. Trời ơi, hôm nay mình mới gặp người ổng đây, ổng về ổng chết đất à. Dạ. Rõ vậy đó. Dạ. Mà chưa thật, có chết đâu. Dạ. Đó là cái phép thôi. Dạ. Đừng có nói thật nha. Bậc tiên cái bậc liễu nhất chân nhân là nó gì? Nói là không có cái gì cả. Những gió được ngó, gió, muốn mưa được mưa, muốn lửa được mưa. Muốn mưa đá một cục nước đá bằng cây nước đá nó bao trời á, từ bên trời rớt xuống, ngựa thì bể đầu, người ta thì chết chắc, còn chúng sinh sống để sống, ngựa là chết hết, một trận mưa đá là không còn, nó có thể một trận mưa đá hằng 100 triệu quân không còn nào cả, ngựa đều hết, người đều chết hết cả. Dạ. Sức mình mà chịu không nổi cùng nước, một cây nước đá mà trời rớt xuống đâu. Chúng cùng một cây nó phải là nó bay nhảy cũng như bánh xa lùa vậy. Dạ. Sư ông, ba vị mà cao nhân tu trên núi, ẩn tu trên núi sư ông, là ba vị đó tu từ khi mà còn nhỏ luôn hả sư ông? Đúng rồi. Chắc tu nhiều kiếp hả sư ông? Nói duyên với duyên rồi. Dạ. Mấy ông đó. Là đắc đạo là nhiều kiếp rồi. Nói, cô là cũng tu nhiều kiếp, chú này cũng tu nhiều kiếp. Không ai biết chứ bằng đạo biết. Dạ. Nếu mà cô mà không có cái căn tu từ kiếp trước, kiếp này không có làm cái nghề này đâu, không có làm gì đâu. Dạ. Làm cái chuyện khác. Dạ. Cô thấy mấy cái người mà độc ác bất nhân, mấy người vô đạo, mấy người làm cái chuyện tội lỗi, cô thấy không?